Xin chào tất cả các bậc cha mẹ. Một môi trường học tập thế nào được coi là môi trường học tập hiệu quả đối với con trẻ? Chắc chắn đó là một môi trường mà có thể hỗ trợ cho việc tự học của trẻ, là một môi trường mà giúp trẻ có thể có khao khát khám phá, tìm hiểu, là một môi trường sẽ giúp trẻ tạo được dựng được một nề nếp học tập và có thể đạt được hiệu quả học tập cao nhất. Và bất kỳ một bậc cha mẹ nào cũng mong muốn là tạo được một môi trường học tập hiệu quả cho con. Và các bạn có biết không, bí quyết nằm ở trong chính tay của các bạn, vì các bạn chính là những người xây dựng nên môi trường đó. Nhưng có rất nhiều bậc cha mẹ thì còn lúng túng với điều này và luôn luôn tự đặt câu hỏi là tại sao con mình sợ học, tại sao con mình học không thấy hứng thú và hăng say, tại sao con mình cứ nói đến học là sợ. Và chắc câu hỏi đó thì sẽ được giải đáp một cách thỏa đáng trong hội thảo Môi trường học tập tốt cho con do Pantado tổ chức. Trong hội thảo này, các bạn sẽ được hiểu những khái niệm như môi trường học tập tốt là gì, làm như thế nào để xây dựng môi trường học tập tốt cho con. Và mình cũng thật sự may mắn được là tham gia hội thảo với tư cách của một diễn giả. Chúng mình sẽ có một buổi nói chuyện thật sự là thân mật với nhau. Mình sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc liên quan đến việc học tập cho con của bạn. Mình cũng sẽ đứng ở bên cạnh bạn để có thể tìm hiểu về việc là con bạn đang gặp những khó khăn và khúc mắc gì, và chúng mình sẽ lắng nghe cùng nhau. Mình cũng có thể sẽ cung cấp những nguồn tài liệu mà các bạn có thể thấy cần trong quá trình hỗ trợ đồng hành cùng con tự học. Và hơn hết, trong buổi hội thảo này có một sự kiện mà mình nghĩ là vô cùng đặc biệt. Có lẽ ở Việt Nam chưa có một tổ chức nào giống như vậy. Đó chính là lễ ra mắt cộng đồng Anh Nuôi. Nghe cái tên của nó thì chắc là các bạn đã tò mò rồi đúng không? Và ngày hôm đó thì các bạn sẽ được bật mí vì sao cộng đồng này lại là Anh Nuôi. Buổi lễ ra mắt này cũng sẽ hân hạnh được đón bạn tham gia với tư cách là một trong những người tham gia vào cộng đồng. Và như thế cũng có nghĩa là bạn đang góp phần hỗ trợ để tạo dựng một môi trường học tập hiệu quả cho con. Vì Anh Nuôi chính là nơi hội tụ của những bậc cha mẹ có mong muốn, có khát vọng là sẽ làm như thế nào giúp cho con mình học tập một cách tốt nhất. Chúng mình sẽ cùng chờ nhau, và mình thì chắc chắn là sẽ chờ đón các bạn với tất cả tấm lòng của mình, với tất cả niềm vui và sự háo hức của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn trong buổi hội thảo Môi trường học tập tốt cho con và lễ ra mắt cộng đồng Anh Nuôi của Pantado lần này.